Miss Khánh Vân, welcome to my English class. Xin chào tất cả các em, cô là cô Khánh Vân và chào mừng tất cả các em đến với lớp học tiếng Anh của Miss Khánh Vân. How are you today? Hôm nay các em cảm thấy thế nào? I hope that you are excited today because Miss Vân is excited for the new lesson too. Hy vọng rằng hôm nay các em cũng cảm thấy hào hứng giống như Miss Vân để chúng ta bắt đầu một bài học mới thật thành công nhé. Let's review what we learned in the last lesson. Trước khi chúng ta bắt đầu bài mới, chúng ta hãy cùng nhau ôn tập lại bài cũ đã nhé. In the last lesson, we learned the alphabet song. Trong bài học trước, chúng ta đã học một bài hát về bảng chữ cái tiếng Anh phải không nào? Now, let's listen again and sing along. Bây giờ, mời các em cùng nghe lại bài hát và hát theo nhé. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my A, B, C, 26 letters from A to Z. In today's lesson, we will learn letter A, and A has a sound A. Trong buổi học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học về chữ cái A, và A có âm là A. Please note that A is the name of letter A. Các em hãy nhớ rằng A là tên của bảng chữ cái, và bảng chữ cái đó có tên là A, đúng không nào? And A is the sound of letter A when A go with his letter friends. Và A là âm của bạn A khi A đi cùng với các bạn chữ cái khác của mình đấy em ạ. Ví dụ A, N, An, At, At. In each lesson about a letter, we will meet an interesting friend. Trong mỗi bài học về một bạn chữ cái, chúng ta sẽ được gặp một nhân vật mới vô cùng thú vị. And our friend today has a name starting with letter A and the sound A. Và người bạn của chúng ta ngày hôm nay có tên bắt đầu bằng letter A và âm A. Thế các em ạ. Let's say his name before we meet him. Chúng ta hãy cùng tập đọc tên bạn ý trước khi được gặp bạn ý nhé. A, angry. A, angry. A, apple. A, apple. Angry apple. Angry apple. Now, let's watch the video to meet our new friend. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem video để gặp người bạn mới của mình nhé. Hi, I'm an angry apple. A, A. This is the A sound. This is the letter A. This is the letter A. A, A. Angry apple. Ah, ah, angry apple. What's the beginning sound? Ah. What letter is this? A. Do you like our friend today? Các em có thích người bạn của chúng ta ngày hôm nay không? What is he? Bạn ấy là ai hả các em? Is he an apple? Yes, he is. He is an apple. And how is he? Và người bạn đấy như thế nào nhỉ? Is he happy? No, he isn't. He's very angry. Angry. Nếu các em cảm thấy tức giận, mình cũng có thể nói I'm
angry. Như vậy, người bạn của chúng ta hôm nay là angry apple. Angry apple. It is an angry apple. Do you want to know more words starting with letter A and the sound A? Các em có muốn biết thêm những từ mới bắt đầu bằng chữ A và âm A không? Let's listen to me and repeat. Các em hãy cùng nghe và nhắc lại theo cô nhé. A. Apple. A. Apple. A. Ant. A. Ant. A. Alligator. A. Alligator. A. Axe. A. Axe. Now, let's listen one more time and repeat aloud. Bây giờ, các em hãy nghe lại một lần nữa và đọc lại thật to nhé. Apple. Apple. Axe. Axe. Ant. Ant. Alligator. Alligator. Very nice. Các em đọc tốt lắm. Now, do you want to listen to a chant? Bây giờ, các em có muốn nghe một bài hát liên quan đến bốn từ mà chúng ta vừa học không? While you're listening, don't forget to repeat and do the action for the words in the chant. Các em hãy nhớ rằng khi mình đang hát thì hãy làm động tác cho những từ mà chúng ta vừa học trong bài hát nhé. You can do any action that you like. Các em có thể làm bất cứ động tác gì mà các em thích đấy. Are you ready? Let's say 1, 2, 3, music with me. 1, 2, 3, music. Ant, apple, alligator, axe. Ant, apple, alligator, axe. Ant, apple, alligator, axe. Ant, apple, alligator, axe. Wonderful! I just love the way you sing. Các em hát rất hay đấy. Now, let's practice. Bây giờ chúng ta hãy cùng luyện tập nhé. Practice 1. Clap your hands when you hear the A sound. Cô sẽ đọc một câu và các em hãy vỗ tay nếu mình nghe thấy trong câu đó có âm A nhé. Ví dụ, I see an ant. I see an ant. Number one, I see an alligator and an axe. I see an alligator and an Number two, there is an apple on the table. There is an apple on the table. Good job. Practice two. Whenever I ask what is it, you use is an to answer. Ở phần luyện tập số 2 này, nếu câu hỏi là what is it, các em sẽ dùng cấu trúc is an để trả lời những từ bắt đầu bằng âm a nhé. Ví dụ, for example, what is it? Is an apple. Now, are you ready? Bây giờ, các em đã sẵn sàng để trả lời chưa? Please look on the screen. 1. What is it?
is an axe. Two, what is it? Is an alligator. Three, what is it? Is an apple. Very good. Các em trả lời tốt lắm. The lesson is over. Các em ạ, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. To finish the lesson, let's review what we learned today. Để kết thúc bài học ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng ôn lại xem hôm nay chúng mình học gì nhé. What letter is this? A. What's the sound? A. We learned four words starting with letter A and the sound A. Chúng ta cũng học bốn từ mới bắt đầu bằng âm A và chữ cái A. Apple, axe, ant, alligator. Cô mong rằng các em sẽ xem lại video này thật nhiều lần để chúng ta có thể nhớ bài hơn nhé. See you next time, everyone.